Trong làm ăn thì mình nghĩ là Song Ye Jin không quá tinh thông hơn chồng, nhưng cô ấy có duyên tạo ra tiền, làm chơi ăn thiệt, hay gặp may mắn vì vía nhẹ. Còn Hyun Bin cũng là người đàn ông đa tài bản lĩnh, có ý chí tự lập từ sớm, nhưng xét về độ may mắn thì vợ sẽ nhỉnh hơn. Cô vợ tàn tàn vậy chứ kiếm được rất là nhiều tiền. Trong khi Hyun Bin trong lĩnh vực làm ăn thì phải nỗ lực nhiều hơn mới tạo ra kết quả tốt. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Quân sư Eva, hay các bạn có thể gọi mình là Mentor Eva. Nếu bạn nào đã theo dõi dấu chân Eva đến thời điểm này thì chắc có lẽ là các bạn đã quen với nơi đây chính là mái nhà tinh thần của bạn. Bởi vì chúng ta giống như là một gia đình, nên dù có bận bịu như thế nào đi nữa, cuối tuần cũng dành thời gian cho nhau. Nếu không có sẽ cảm thấy trống vắng điều gì đó. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến kênh, hãy cho Eva gửi lời chào thân ái đến bạn. Eva hy vọng rằng là cơ hội biết nhau này sẽ là tiền đề cho những hành trình tiếp theo, và dần dần các bạn nhận ra tầm quan trọng của kênh đối với cuộc sống tinh thần và sự nghiệp của bạn như thế nào. Đừng quên rằng Eva cũng có kênh thứ hai là kênh Mentor Eva bạn nhé. Nếu bạn muốn tìm ra con đường, định hướng và giải pháp cho vấn đề của bạn trong sự nghiệp hoặc những nan giải từ chính doanh nghiệp của bạn, mình có lòng tin là kênh sẽ rất hữu dụng với bạn ít nhiều vì tính lợi ích thiết thực mà mình chia sẻ hàng tuần. Và tối chủ nhật này thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã về cặp đôi vàng của showbiz Hàn Quốc là Hyun Bin và Song Ye Jin. Đây là hai diễn viên rất nổi tiếng khắp châu Á. Giờ gần đây nhất là khi cả hai hợp tác trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh đã tạo nên sức hút bùng nổ quá ấn tượng. Đến khi cả hai người này kết hôn với nhau thực sự ở ngoài đời vào tháng 2 năm nay, thì người hâm mộ càng cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Vì cuối cùng, sau thời gian ngưỡng mộ, đẩy thuyền chờ đợi, đôi trai tài gái sắc này đã có một cái kết rất đẹp khi quyết định đồng hành với nhau trong suốt cuộc đời. Khi các bạn theo dõi dấu chân của cặp đôi, chắc các bạn không xa lạ gì về cuộc sống và xu hướng của họ thông qua các tư liệu báo chí. Còn khi các bạn đến với kênh, đó là câu chuyện của riêng chúng ta hướng về họ mà thôi. Và quân sư Eva sẽ giải mã cho bạn những gì Eva thấy từ chính cảm nhận của mình để các bạn thưởng thức, so sánh để xem là chúng ta có gì giống khác với nhau trong cách nghĩ. Các bạn vui lòng lưu ý là những ai quen với phong cách của mình không xa lạ về cách giải mã của Eva, có sự kết hợp với phân tích logic và sức mạnh tâm linh, nên các bạn vui lòng không đặt câu chuyện của các bạn biết vào câu chuyện của chúng ta. Bởi vì Eva là Eva và câu chuyện của Eva chính là dành cho bạn, cho những ai đang cần nghe. Mặc dù video mang tính giải trí, nhưng sản phẩm của mình luôn bao gồm thông điệp để trợ lực cho các bạn trong cách nhìn người, nhìn nhận về cuộc sống chung quanh. Nếu bạn đã chọn Eva thì chúng ta cho cơ hội để lắng nghe nhau và hiểu nhau hơn. Còn nếu bạn cảm thấy không phù hợp thì đừng nên tạo áp lực cho tâm lý của mình, bởi vì mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau. Và Eva chỉ có thể cố gắng làm hết sức theo đúng chuyên môn và sự liên kết của mình đối với nhân vật để kể ra cho bạn câu chuyện mình đọc chỉ được. Sơ đồ giải mã của Eva sẽ bao gồm các ý chính như sau. Thứ nhất là giải mã về nam thần Hyun Bin. Thứ hai là giải mã về nữ thần Song Ye Jin. Thứ ba là tại sao Hyun Bin và Song Ye Jin quyết định về chung nhà. Thứ tư là dự đoán hậu dần của cặp đôi. Ok, are you ready? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải mã từng phần nhé các bạn. Phần thứ nhất thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã về nam thần Hyun Bin. Khi nhìn vào Hyun Bin, phải nói là vẻ đẹp của anh này rất nam tính và quyến rũ giống như là một nam thần. Mỗi đặc điểm trên gương mặt từ mái tóc đến lọn tóc cũng ăn khớp với nhau. Nét hài hòa đó tạo ra một cái tổng thể khác biệt nhưng đầy nội lực bên trong. Tức là Hyun Bin có sức hút khó cưỡng và năng lượng có thể lấn áp người đối diện. Trong cuộc sống có những người có năng lượng lấn áp dưới người khác nhờ vào thần thái và giọng nói. Thần thái của Hyun Bin toát lên sự sang trọng, thông minh và bản lĩnh. Từ đôi lông mày rất đẹp, đôi mắt quyết đoán, mũi cao thẳng không trọng bẹt, khuôn miệng cười cùng với cấu hình gương mặt cân đối, với dùng cằm nở hậu không hề vô, không hề thừa, dáng dấp quay dệ. Và thêm một yếu tố nữa là anh này thuộc cung Thiên Bình, thì khỏi phải nghĩ nhiều để suy ra, số mệnh của người này không nổi tiếng thì ai sẽ nổi tiếng. Không phải bạn đẹp là bạn sẽ nổi tiếng, nhưng một khi khí chất của bạn quá đẹp, kết hợp với thực lực chồm sao và những tác động mà bạn đem đến cho xã hội, thì dù không gian danh khắp thiên hạ, bạn cũng trở thành một nhân tố sáng như ánh sao mai, và người khác khó lòng quên bạn. Hyun Bin chính là người như thế. Đây là người không chỉ là một mô phỏng nhân vật trong phim, mà ngoài đời cũng liên kết rất nhiều đến con người của anh. Hyun Bin thông minh, cá tính, thích trải nghiệm điều mới, sẵn sàng vượt qua vòng an toàn để tìm cảm xúc và thành công đỉnh cao.
anh ấy có ý chí quyết tâm hơn người thường, coi trọng danh dự cá nhân, có tính bảo hộ cho những ai anh ấy yêu thương, có thể trở thành trụ cột của họ. Thật ra Hyun Bin mình nghĩ không phải là tiếp người lãng mạn, nhưng sự tử tế của anh cũng đủ rung tim người con gái thích anh. Nét đẹp của Hyun Bin rất đàng hoàng, đáng tin, nhìn thấy sự phúc hậu sau vẻ ngoài rắn rỏi trầm tính. Hyun Bin là một người đàn ông có trái tim đủ lớn, trí tuệ chín mùi để che chở yêu thương cho người anh ấy chọn. Vì có tính dương cao nên Hyun Bin không phải là kiểu để phụ nữ trong gia đình lấn lướt. Anh ấy có chính kiến và nguyên tắc của riêng mình. Hyun Bin rất ý thức sứ mệnh mài râu của mình, nên những gì đàn ông phải nên làm thì anh ấy sẽ làm, chứ anh ấy sẽ không có cái kiểu đợi chờ người khác lên tiếng nhắc nhở điều mình phải làm. Hyun Bin không phải là người dễ thân với ai, bởi anh ấy khá thận trọng, vì có những nguyên tắc riêng chứ không phải là anh ấy xa cách. Chỉ là theo cái nguyên tắc sống của anh ấy là quan trọng nhất là chất lượng hơn là số lượng. Thà có ít nhưng nó đáng còn hơn là phù phiếm xe xua, rồi cuối cùng chẳng được gì. Hyun Bin là một người bạn trung thành, tốt tính đối với những ai xứng đáng và sẵn sàng tỏ rõ thái độ khi anh ấy thấy điều gì đó không ổn. Hyun Bin không phải là kiểu người trốn tránh hay chơi chiêu với người khác. Anh ấy đối xử với mọi người công bằng sòng phẳng và không hề đặt kỳ vọng vào ai quá nhiều. Nhưng một khi bạn đã có được trái tim của Hyun Bin, anh ấy sẵn sàng hy sinh vì bạn mà không hề nuối tiếc. Khi mình nhìn vào dáng dấp và khí chất tổng thể của người đàn ông này, phải nói là rất may mắn và thành công cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Bởi vì gương mặt, dốc dáng đó chẳng cho thấy cái gì tạo ra nguy cơ rủi ro. Ngay cả cho dù nghiên cứu số tuổi của Hyun Bin cũng thấy năng lượng khá đẹp, rất tốt về sức khỏe, cân bằng về mặt cảm xúc. Khí sắc trang trọng này dù có khó khăn, có rào cản gì cũng vực dậy để thay đổi thế cờ. Ý chí sinh tồn và quật cường của Hyun Bin rất cao. Khi nhìn vào anh, mình có niềm tin đây là người có lập trường chính trị rõ ràng và rất yêu nước. Khi đất nước cần, Hyun Bin sẵn sàng lăn xả từ bản lĩnh đàn ông và sự thấu ngộ của mình. Hyun Bin cũng là người khó yêu lắm, không dễ yêu ai đâu. Mà người anh ấy yêu cũng phải có đẳng cấp như thế nào đó thì anh ấy mới yêu. Nhưng người đàn ông này thà ở giá một mình, chứ một khi đã chọn thì sẽ chọn đúng người muốn gắn bó cả đời, phải có cảm xúc dành cho nhau thì mới đi lâu dài được. Phần thứ hai thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã về nữ thần Son Yujin nhé. Vẻ đẹp của Son Yujin thì gọi là nữ thần cũng không hề quá đâu, bởi vì cô ấy quá đẹp. Nét đẹp đó vừa dịu dàng thánh thiện, vừa ma mị cuốn hút đến kỳ lạ. Đôi lông mày phúc hậu, ánh mắt biết nói, chiếc mũi cuốn hút, làn da mịn màng, nụ cười tỏa sáng và dốc dáng dễ nữ đã hút hồn biết bao trái tim. Vẻ đẹp của Son Yujin cũng đặc biệt giống như chồng mình. Ai đã biết đến thì sẽ nhớ, ai đã yêu thì sẽ khó lòng nào quên. Đây là người phụ nữ giàu cảm xúc, rất dễ mỗi lòng, dễ xúc động, là người sống tình cảm hơn lý trí. Son Yujin rất nhạy cảm và có trực giác rất tốt. Nhờ vậy là những vai diễn của cô ấy đi sâu vào lòng người thông qua lối diễn bằng mắt. Eva nghĩ cô ấy là người rất tốt bụng, rộng rãi, một người cảm thấy hạnh phúc khi thấy người xứng đáng hạnh phúc. Đây cũng là người đa tình đa cảm, nhưng đến khi cần thiết, trực giác sẽ mách bảo cho Son Yujin phải làm gì để bảo vệ bản thân. Nên nhờ như thế là sự lựa chọn cuối cùng đã cập bến tại một nơi rất an toàn, giống như tiêu đề của bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Người này có không ít bạn bè yêu mến thật lòng, người hâm mộ cũng hết lòng ủng hộ cho hạnh phúc cá nhân. Đối với Son Yujin, với vẻ đẹp và tài năng này, Eva nghĩ rằng là phần lớn người hâm mộ không muốn sở hữu nó theo một cái cách thao túng, mà họ muốn thấy cô ấy được hạnh phúc theo con đường cô ấy chọn. Đây là phúc đức rất lớn của một người, đặc biệt là đối với một ngôi sao. Khí chất của Son Yujin sang trọng không kém chồng mình, khiến cho người ta muốn yêu thương và bảo vệ. Eva nghĩ cô ấy là người đa nhân cách, lúc thì như trẻ con, lúc rất đàn bà, lúc rất yếu lòng, lúc rất mạnh mẽ, thậm chí là quan giải một cách bất ngờ. Nhưng chính vì sự đa cách này, người đàn ông có thể đáp ứng được năng lượng với Son Yujin lại cảm thấy cô ấy rất là quyến rũ, mới mẻ, có thể khiến cho họ những cảm xúc bất ngờ khó quên. Với vẻ đẹp và khí chất sang trọng như thế, Son Yujin sinh ra không phải để lu mờ, mà tỏa sáng càng lúc càng mặn mà. Một khi đã chọn ai chung sống lâu dài với mình, một Son Yujin dù trước đây có sự nổi loạn âm ỉ bên trong, cũng trở nên bị thuần quá trước sức mạnh của gia đình. Vì giống vậy, người này rất yêu thương mái ấm, yêu trẻ con, yêu cái cách được làm mẹ. Sau này khi Son Yujin hạ sinh, bạn sẽ thấy tình yêu thương dành cho con trẻ đầm ấm và ngọt ngào như thế nào. Xu hướng của Son Yujin là rất che chở, bảo vệ cho con, không dạy con theo kiểu áp đặt, mà luôn muốn lắng nghe để làm bạn với con, để giúp cho con ngày càng trưởng thành. Là một người phụ nữ rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương, nên Son Yujin luôn nỗ lực mang lại điều tốt nhất cho con của mình. Có thể sau này hai vợ chồng có một chút xung đột trong cách dạy bé, nhưng sẽ không phải là vấn đề lớn. Và đứa trẻ đó nếu là con gái thì sẽ vô cùng quấn quýt Son Yujin.
Phần thứ ba thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã lý do tại sao Hyun Bin và Song Ye Jin quyết định về chung nhà nhé. Hai người này đã ở độ tuổi chín mùi thì họ mới quyết định việc trọng đại trong đời. Cả hai người đều có điều kiện tiếp xúc với nhiều đối tượng, cảm xúc với người khác phái không thiếu. Nhưng nếu để yêu nghiêm túc, yêu để đi đến cuối con đường thì họ không phải là người dễ dàng trong việc lựa chọn. Xu hướng của cả hai rất giống nhau là cẩn trọng, biết lắng nghe cảm xúc của bản thân và chỉ chọn ai đó khi họ thật sự yêu, bởi cả hai đâu thiếu thứ gì. Eva nghĩ lúc đầu hai người này xem nhau như bạn bè, thậm chí là hơi xa cách với nhau vì ngại. Cảm xúc của Song Ye Jin dành cho Hyun Bin nhiều hơn, bởi vì Hyun Bin toát ra nguồn năng lượng rất bảo bọc và cuốn hút. Điều đó khiến cho Song Ye Jin cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh. Còn Hyun Bin thấy sự xinh đẹp và quyến rũ của vợ mình, nhưng anh ấy không phải là tiếp người dễ say nắng người đẹp trong thời gian ngắn. Dần dần khi hai người này tiếp xúc với nhau, cả hai mới nhìn thấy ở nhau vẻ đẹp bên trong. Hyun Bin nhận ra người phụ nữ trước mắt mình dù trông mong manh, nhưng có trái tim rộng lớn đầy nhân văn. Vẻ đẹp đó khiến cho tinh thần nam tính của Hyun Bin muốn che chở và yêu thương. Còn Song Ye Jin yêu chồng mình ở sự chững chạc, trầm tĩnh, thông minh, không ngại bứt phá, dám sống với ước mơ và sẵn sàng có trách nhiệm theo cách người đàn ông đáng nên phải làm. Trong đôi mắt của Song Ye Jin, Eva cảm thấy cô ấy rất ngưỡng mộ chồng mình. Và Hyun Bin cũng tự hào không kém khi cưới được một người phụ nữ đã chín mùi trong tư duy, biết hướng về mái ấm, sẵn sàng chung tay để đi lâu dài một cách nghiêm túc với hạnh phúc giản đơn không màu mè. Hyun Bin rất thương vợ mình ở sự chịu khó và thông minh, sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp với chồng. Cặp đôi này cùng tuổi với nhau, cùng thần thái dương quyền, và Eva tin rằng là sự kết nối của họ có liên quan đến con số 5 và số 9. Số chủ đạo của Hyun Bin là số 9, của vợ là số 5. Tiếp theo là trong bản đồ tần số học thì Eva thấy là các con số đó được đặt ở vị trí khá giống nhau. Chỉ duy nhất là sự thiếu vắng con số 5 và con số 9 của Song Ye Jin lại là sự đầy đủ, thậm chí là thừa ra của chồng mình. Hơn nữa là Song Ye Jin nhìn vui vẻ, thánh thiện, nhưng cũng rất là ưu hoài và mong manh. Và cô ấy có đến 4 con số 1 trong biểu đồ tần số học. Phạm cột quốc hận thì cũng như cho thấy đây là cái người này rất là nhạy cảm. Và Eva suy ra là vốn dĩ Song Ye Jin là người rất là phức tạp về cảm xúc, có nhiều nỗi lòng và khổ tâm, dễ bị tổn thương. Nhưng rất may mắn là khi gặp được chồng mình có đúng năng lượng mà cô ấy thiếu. Năng lượng dương của Hyun Bin đã nâng vợ mình lên, giúp cho cô ấy ngày càng trở nên hạnh phúc và viên mãn. Với cơ địa của Song Ye Jin, nếu không thể là Hyun Bin thì khó là ai khác có thể trở thành mảnh ghép phù hợp với cô ấy. Việc họ quyết định về chung nhà với nhau là quyết định hợp tình, hợp lý, hợp căn cơ. Cuộc sống vợ chồng sau này vẫn còn nhiều điều để bàn, bởi vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo. Nhưng Eva nghĩ rằng với người đàn ông như Hyun Bin, thì một người phụ nữ mong manh toàn năng, có những cái tính đa dạng đặc biệt như thế lại khiến cho Hyun Bin yêu thương hết lòng. Dù sau này tư duy của họ có sự khác biệt giống như bao cặp vợ chồng khác, nhưng tình yêu dành cho nhau là vĩnh cửu. Đây là một cặp phải nói là rất hiếm hoi, rất xứng đáng để có nhau. Phần cuối cùng thì Eva sẽ giúp cho các bạn dự đoán về hậu vận của cặp đôi nhé. Hai người này đã kết hôn ở độ tuổi chín mùi nên Eva tin rằng là sự gắn kết của họ sẽ lâu dài. Cuộc sống vợ chồng ai mà không có sóng gió, nhưng xét về điều kiện họ đang có, tình yêu họ dành cho nhau thì chẳng ai có thể xứng đáng hơn để thay thế được. Cả hai đều có trái tim yêu thương, có tấm lòng trắc ẩn, nên việc làm tổn thương cảm xúc của đối phương là chuyện không hề ai mong muốn. Dù vậy là tính dương của Hyun Bin quá cao, mặc dù rất tốt cho vợ mình nhưng cũng có thể tạo ra cái cao trào cảm xúc nếu Hyun Bin không chịu khó kiên nhẫn hơn để lắng nghe Song Ye Jin. Song Ye Jin rất coi trọng đời sống, thấu hiểu về mặt tinh thần. Khi tinh thần của cô ấy cảm thấy an toàn và bình yên, cô ấy luôn hạnh phúc, vui vẻ và thậm chí không ngại trở thành hậu phương tốt cho chồng của mình phát triển sự nghiệp. Trong làm ăn thì mình nghĩ là Song Ye Jin không quá tinh thông hơn chồng, nhưng cô ấy có duyên tạo ra tiền, làm chơi ân thiệt, hay gặp may mắn vì vía nhẹ. Còn Hyun Bin cũng là người đàn ông đa tài, bản lĩnh, có ý chí tự lập từ sớm, nhưng xét về độ may mắn thì vợ sẽ nhỉnh hơn. Cô vợ tàn tàn vậy chứ kiếm được rất là nhiều tiền, trong khi Hyun Bin trong lĩnh vực làm ăn thì phải nỗ lực nhiều hơn mới tạo ra kết quả tốt. Sau khi kết hôn với Hyun Bin thì mình nghĩ sự nghiệp của Song Ye Jin sẽ ít hoạt động hơn chồng mình. Vì dù sao cũng sắp có con rồi, với lại đâu thể đa dạng quá các vai diễn như thời còn độc thân, nên chắc Song Ye Jin chỉ nhận những vai diễn đơn giản hơn cho an toàn, những hoạt động nhẹ nhàng để không nhớ nghề. Còn Hyun Bin vẫn còn đường tỏa sáng, sức nóng của anh trở nên mạnh mẽ hơn sau khi kết hôn, cùng với tài năng đa dạng sẽ tạo tiền đề cho Hyun Bin có được những vai có giá trị. Đó là những gì mà mình đọc được về cặp đôi vàng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hy vọng bạn đã có được câu trả lời bạn cần tìm hoặc trải nghiệm thú vị từ thời gian mà bạn đã bỏ ra dành cho kênh.
Nếu thích sự đóng góp của kênh, hãy tạo động lực cho kênh phát triển bằng cách đăng ký tương tác với mình bạn nhé. Sự ủng hộ của bạn rất quý giá cho chặng đường chung đôi của chúng ta, để mỗi cuối tuần luôn được có cơ hội mở ra nhiều cánh cửa mới cho mọi người cùng khám phá. Một lần nữa cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Bye bye các bạn!